Xuân Hồng xin thân ái chào tất cả các bạn yêu thích cái nghệ thuật ẩm thực. Và hôm nay Xuân Hồng mời các bạn vào bếp để làm một món ăn rất ngon miệng cho gia đình thưởng thức. Món ăn này là món ăn mặn dùng với cơm, đó là món gà răm gừng. Xin mời các bạn vào bếp. Thì đây là ba củ gừng non, Xuân Hồng đã nhờ Ánh Minh gọt sạch sẽ. Thì đây là khoảng 5-6 cái thịt đùi gà, Xuân Hồng sẽ rửa sạch sẽ để ráo. Và trong này thì các bạn thấy là nó có những miếng mỡ dính vô, mình lạn mỡ mình bỏ đi. Tại Xuân Hồng không có muốn ăn mỡ ha. Và các bạn nên nhớ là đây là cái thịt đùi gà để Xuân Hồng nói. Nếu như mà mình cắt theo cái chiều dọc của cái đùi gà thì những cái gân trong cái đùi gà nó sẽ không có bị đứt ra. Và nếu mà các bạn tinh ý mình làm ra cái miếng thịt gà sau khi hoàn tất cái món ăn mình ăn vào đó thì thấy nó có vị dai. Cho nên tốt hơn hết là các bạn thấy cái thịt đùi gà nó có gân dọc như thế này, mình cắt ngang ra. Em hiểu không? Cắt ngang qua thì cái gân của cái đùi gà nó đứt đi thì mình sơ chế món ăn nó được mềm mại giòn hơn. Và các bạn cắt miếng vừa ăn như thế này. Là cắt gà còn phải có một nghệ thuật hết chồng hả? Đúng rồi, nhiều khi các bạn với anh Minh biết không, mình những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà cái đó là một cái phần rất là quan trọng làm cho cái món ăn mình ngon miệng hơn. Yeah. Tại sao có những người tôi cũng nấu như vậy, tại sao của tôi không ngon bằng của cô, là tại vì mình có những cái bí quyết nhỏ nhỏ như thế này. Mặc dù mình nghĩ là nó không quan trọng nhưng mà thật ra nó làm cho món ăn của mình ngon hơn đó nha. Rồi, bây giờ là cái thịt đùi gà ha, dính những cái miếng mỡ nhỏ nhỏ thì các bạn nhớ lạng bỏ đi. Và nói đến gà thì không biết Ánh Minh với các bạn có biết là gà có rất là nhiều loại. Nào là gà nòi nè, rồi gà Mỹ nè, rồi gà Tây nè, rồi gà Ác nữa phải không? Anh Minh có biết còn cái loại gà nào khác nữa không? Em thấy có gà Mỹ mà gà nó nhỏ, cái bằng gà hen, gà mái hả chị ạ? À, gà hen hả? Yeah. Theo như Xuân Hồng biết ở Việt Nam hình như mình không có cái loại gà đó phải không nè. Qua bên này mình mới thấy có loại gà đó ha. Và có một loại gà gọi là gà Ác. Thì chắc các bạn cũng, nếu mà người Việt Nam mà nấu ăn nhiều như Xuân Hồng đều biết hết là gà Ác là cái lông nó màu trắng và con bé tí như thế này thôi. Và cái chân nó cũng màu đen. Mà khi mà mình làm thịt mình nhổ lông đi, cái da nó cũng đen thui à. Nhìn rất là xấu, phải nói là nhìn rất là xấu. Nhưng mà nó lại là bổ, là một cái vị thuốc trong đó. Cho nên các bà mà mới sanh xong ha, thường thường là hầm gà Ác với thuốc bắc để ăn, để tẩm bổ lại. Mà theo như gia đình Xuân Hồng biết á, là sau khi sanh xong mà dùng 6 con gà Ác hầm với thuốc bắc thôi là da dẻ sẽ hồng hào trở lại liền. Thì đó là con gà Ác. Chị Hồng ơi, em không biết tại sao mà gà lại có tên gà Ác vậy hả? Chắc nó do nó đen, nó xấu quá kêu bằng gà Ác. Chị nghĩ vậy. Chứ mấy cái tên gọi thì mà nào giờ ông bà mình gọi mình không có biết được, cho nên mình đoán để cho nó vui vậy thôi. Và cái thịt gà Ánh Minh với các bạn biết là nó rất là bổ dưỡng mà lại lành tính nữa. Thường thường là nếu mà thấy ai mà sắp bệnh thường thường phải nấu cháo gà cho ăn phải không nè. Cho nên cái thịt gà rất là bổ mà lại cái tính lành trong đó. Và cái món gà răm gừng này là rất thông dụng cho cái người Việt Nam mình để ăn với cơm. Chúng ta có thể là làm sẵn rồi hôm sau các bạn đi làm đó, mình bới theo để ăn với cơm cũng ngon miệng lắm. Và cái món này thì gia đình Xuân Hồng rất là thích. Thì hôm nay Xuân Hồng với các bạn sẽ nấu cái món gà răm gừng này để ăn vào những cái trời se se lạnh, mà tưởng tượng có một chén cơm nóng ha, ăn với một cái dĩa gà răm gừng bốc khói thơm mùi gừng. Bước kế tiếp là không thể nào thiếu được là mình phải ướp gia vị vào đây để cho cái miếng thịt gà khi mà mình ram lên nó phải thật là thấm. Thì ướp gia vị như thế nào đây? Với 4-5 cái đùi gà, Xuân Hồng nghĩ hơn 2 pound thịt gà ha, Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường cát, một muỗng cà phê bột nêm, tức là chicken powder. Thì cái bột nêm này đó là nó thay thế cho bột ngọt. Tại vì qua bên này mình nghe nói là bột ngọt dùng nhiều sẽ bị hại, cho nên là Xuân Hồng đã dùng thay thế bằng bột nêm. Và thêm một muỗng đầy cà phê hành băm nhuyễn, tức là gốc hành trắng băm nhuyễn. Và một muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn. Rồi còn cái gì nữa đây? Thêm một vật liệu không thể nào thiếu, đó là nước mắm. Nước mắm là đặc trưng cho cái món ăn của người Việt Nam mình phải không nè. Rồi tất cả mình sẽ trộn đều lên nè. Rồi nếu như có thời gian thì sau khi ướp như thế này rồi ha, các bạn sẽ lấy cái food wrap chùm lại cho vào tủ lạnh qua đêm để cho cái thịt nó thấm hơn đó em. Còn nếu như mình không có thời gian, mình ướp gia vị xong mình để ngoài 15-20 phút là mình đi ram được rồi. Bây giờ Xuân Hồng với các bạn sẽ qua bếp để ram gà nha.
Đây là cái dầu nóng ha, khoảng 1 muỗng rưỡi canh dầu nóng. Xuân Hồng sẽ cho 2 muỗng canh đường cát vào đây. Mình thắng đường với lại dầu như thế này á, anh Minh biết không? Thì cái màu sắc nó ra rất là đẹp, nó vàng ươm luôn. Nhưng mà có cái cực, cái là mình phải canh một chút xíu. Khi mà em đã thấy cái màu nó hơi ngả ra vàng vàng rồi thì mình phải tắt lửa liền. Tại khi mình tắt lửa cái dầu nó vẫn tiếp tục nóng và đường mình tiếp tục khét. Cho nên đừng có để đúng đúng cái độ vàng mình tắt lửa thì lại ra cái màu nó quá đậm. Cho nên em thấy cái màu nó hơi vàng vàng như thế này thì mình phải tắt lửa để cái đường nó trở đúng cái màu cánh gián. Cái màu đẹp nhất là màu cánh gián ha. Bây giờ Xuân Hồng tắt lửa nè. Đó, các bạn thấy cái đường của mình tiếp tục chuyển qua cái màu màu vàng để mình làm cái gà răm gừng cho nó thực thơm ngon mà lại màu sắc lại đẹp nữa. Đó, em thấy không Ánh Minh? Em thấy là cái đường của mình bây giờ chuyển qua màu cánh gián rất là đẹp rồi phải không? Rồi bây giờ nhanh tay Xuân Hồng sẽ cho một ít tỏi băm và một ít hành băm vào. Đảo đều lên. Rồi Xuân Hồng sẽ cho tất cả gà mình đã thái và đã ướp gia vị vào. À, bây giờ mình đảo đều lên nè. Đó, các bạn thấy là cái thịt gà răm gừng của mình bây giờ nó có màu sắc rất là đẹp. Và các bạn như vậy, bây giờ mình sẽ turn on lửa lên trở lại. Và để lửa thật là cao để cho cái miếng thịt gà mình nó rút hết cái gia vị vào đây. Và khi đã rút hết gia vị rồi, chúng ta sẽ cho vào khoảng nửa lon nước Cocorico, tức là nước dừa tươi đó các bạn. Thì đây cái món gà răm gừng này Xuân Hồng cũng học được từ mẹ, tại mẹ Xuân Hồng làm cái món này ngon kinh khủng lắm. Mà bảo đảm các bạn làm theo cách của Xuân Hồng là gia đình sẽ rất là mê cái món này. Rồi, bây giờ là Xuân Hồng sẽ vặn lửa cao lên ha. Rồi em đứng đây em đảo phụ chị cái này nha. Ừ, rồi, đảo lên. Xuân Hồng thấy là nó đã săn lại rồi, rút hết gia vị vào rồi. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cho nước Cocorico vào. Thì thật ra cái nước Cocorico này là cái nước dừa tươi chứ không phải là nước. Có nhiều bạn cứ hỏi Xuân Hồng là có phải là nước 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 ngọt hay nước soda gì không, không phải, cái này là nước dừa tươi. Thì đây là cái món gà răm gừng là đang sôi sùng sục ở trên bếp rồi. Bây giờ Xuân Hồng mà sẽ đậy nắp lại. Và khi mà đã bắt đầu sôi lên chúng ta sẽ hạ lửa xuống để cho cái nước Cocorico với các gia vị nó thấm, nó hòa quyện vào cái gà răm gừng này. Và đến khi nào mà nước rút lại còn sệt sệt thì chúng ta sẽ cho những cái vật liệu tiếp theo vào. Bây giờ Xuân Hồng nghe mùi thơm ngào ngạt rồi, chắc là nước đã sắp sắc lại rồi. Bây giờ anh Minh mở nắp giùm chị cho em. Wow, đó. Thơm quá chị. Wow. Bây giờ trước khi nhắc ra Xuân Hồng sẽ cho gừng thái sợi, ít nhiều tùy theo ý thích của mình nha. Xuân Hồng sẽ cho gừng thái sợi vô đây nè, đảo đều lên. Rồi, Xuân Hồng sẽ cho một ít hành tây nữa các bạn. Hành tây thái miếng, nếu mà gà không mà không có chút xíu hành, chút xíu gừng vào mình ăn thì thấy nó ngán quá. Cho nên Xuân Hồng sẽ thái một ít hành tây. Tùy theo ý thích của mình, các bạn cho có thể nửa củ hay là một củ. Rồi tách ra ha, chúng ta sẽ cho vào đây. Công nhận em thấy chị Hồng thắng cái màu rất là đẹp. Đẹp không em? Không có trắng quá mà cũng không có đen quá. Đúng em rồi. Thấy nó vừa rất là đúng đẹp. Rồi, tại cái này là nhờ mình thắng đường với dầu đó em. Rồi bây giờ hành lá Xuân Hồng cắt khúc ngắn ngắn ra, Xuân Hồng cho vô luôn. Đó. Rồi đâu để Xuân Hồng coi coi. Các bạn thấy cái chảo gà răm gừng của mình hết sức hấp dẫn phải không? Và khi mình đã cho gừng thái sợi nè, hành tây nè, hành lá cắt khúc vào thì chúng ta sẽ đảo vài vòng và tắt lửa liền. Tại vì mình muốn khi mà mình ăn cái miếng gà răm gừng thì cái miếng hành tây với lại cái miếng hành lá với miếng gừng nó còn dốt dốt, nó còn sực sực, nó còn giòn giòn chứ không phải là quá mềm. Thì như vậy cái món ăn mình ra mới khéo. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ tắt lửa. Rồi bây giờ còn chần chừ gì nữa đâu, Xuân Hồng sẽ xới cơm ra. Mời các bạn dùng thử cái một chén cơm trắng với lại một miếng, một dĩa gà răm gừng. À, không quên là có một chén nước mắm ớt nữa, thử coi là cái bữa cơm của mình bảo đảm các bạn rất ngon miệng, đậm đà hương vị quê hương nữa phải không nè. Rồi bây giờ đi xới cơm nha. Các bạn thân mến, thế là các bạn với Xuân Hồng đã hoàn tất cái món gà răm gừng của ngày hôm nay rồi. À, nội nhìn cái đĩa gà răm gừng như thế này thôi, Xuân Hồng tin chắc là các bạn biết nó rất là ngon miệng phải không nè. Rất là nhìn rất là đậm đà, thơm ngon mà cái màu sắc lại đẹp nữa. Bây giờ chỉ còn cái khâu cuối cùng là Xuân Hồng thể thử, ăn thử coi nó như thế nào rồi nói cho các bạn biết. Thì Ánh Minh ăn thử cùng chị cho vui em.
Đây là cơm trắng. Nói đến gà ram gừng hay gà ram xào ớt thì chúng ta bắt buộc phải ăn cơm trắng rồi, chứ không thể nào mà ăn không được. Có phải là món ăn chơi phải không nè. Thì Xuân Hồng lấy miếng gà nè, miếng hành tây nè. Rồi mình ăn thử miếng nha. Wow, đói bụng quá. Nghe cái mùi thơm phức lên là đói bụng cồn cào lắm rồi. Ăn miếng cơm trắng chưa thấy gì hết. Trắng miếng gà. Phải công nhận rất là ngon. Tuyệt vời, ngon quá các bạn. Thịt không có bị khô đó chị. Rất là ngon nha. Cái miếng gà của mình, tại vì Xuân Hồng dùng cái gà đùi, nó không có khô, thậm chí nó có chút gân trong đó, mình ăn nó sực sực nữa. Tuyệt vời các bạn. Mà mình ướp gia vị rất là thấm thát, rồi sau đó là mình ram lên, cho nó côi cồ vào, rồi mình đun lửa nhỏ, nó sắc lại, nó sệt sệt. Trước khi nhắc ra mình cho gừng thái chỉ vào, rồi tiêu, rồi hành tây, hành lá, rồi bày vài lát ớt như thế này nữa. Tuyệt vời các bạn, ngon quá phải nhờ. Nói là một món ăn cơm thường ngày, hết sức là ngon miệng. Ngon quá. Xuân Hồng ăn cái miếng hành tây thôi cũng thấy ngon rồi các bạn. Phải nó thấm thát, nó thơm quá. Giòn giòn hả chị? Đúng rồi, tuyệt vời phải không em? Dạ. Xuân Hồng tin chắc là các bạn và gia đình sẽ có một món ăn ngon miệng cho ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn nhiều lắm đã theo dõi cái show này. Hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và Xuân Hồng sẽ có cơ hội giới thiệu đến các bạn nhiều món ăn ngon miệng hơn thế này nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.